Quang Lan Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn lô vàng hậu con. Đây là hàng Thái mình mới nhập về và hôm nay là ngày 6 tháng 3 2018. Giá hiện giờ bên mình bán ra là 35.000 một cây, và một lần mình ship là từ 5 cây. Và nếu các bạn mua ít hơn thì mình có thể mua kèm thêm những sản phẩm khác. Và số điện thoại bên mình là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng Vườn Lan ở phường 4, Tuyến Tránh, thành phố Tân An, Long An. Và cái lô hoàng hậu này thì nó có hai màu rõ rệt các bạn. Đây, thì bây giờ cái lô hàng này nó về nó có hai cây như thế này các bạn. Đây các bạn thấy màu lá nó khác nhau nè. Đây, các bạn thấy hai loại màu lá nó khác nhau rất là xa, các bạn thấy không? Bên này xanh rất là đậm, bản lá to, bên này xanh dần hơn. Thì theo kinh nghiệm của mình, mình dự đoán cái này là cũng không có 100% nha các bạn. Thì mình dự đoán cái cây này nè, nó chính là cây màu nâu. Hoàng hậu thì nó có hai màu các bạn, màu đốm nâu và màu xanh lá cây. Xanh lá cây là nguyên cái bông màu xanh lá cây hết. Còn đốm nâu thì nó có nhiều mặt hoa lắm. Nền màu xanh lá cây rồi đốm nâu, có mặt bông thì xanh lá cây nhiều hơn nâu, có mặt bông thì màu nâu nhiều hơn màu xanh lá cây. Thì mình dự đoán cái màu đậm này nè là màu đốm nâu, và cái màu này nè là màu xanh lá cây. Thì mình cũng dự đoán khoảng 80% thôi, chứ mình không dám chắc chắn 100% nha các bạn. Nhưng mà chắc ăn là nó có hai màu khác nhau, nhưng mà mình không chắc ăn cái nào là xanh hay là đốm nâu. Cái này thì theo kinh nghiệm của bản thân mình dự đoán thôi. Đây là màu đốm nâu và đây là màu xanh, nhưng mà chắc ăn hai cây này là hai cây khác màu. Rồi giá thành hiện giờ mình bán ra là 35.000 một cây nha các bạn. Đây, mình quay chung như thế này các bạn cũng phân biệt ra hai màu khác nhau. Đó, phía bên đây, phía bên tay phải của mình nè, rồi phía bên trái nè, các bạn thấy rõ ràng là cây thân lá nó khác nhau. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái độ lớn của cây cho các bạn xem. Rồi mình đo ngẫu nhiên nha các bạn, mình đo ngẫu nhiên. Số điện thoại bên mình là 0908 846 804. Các bạn có thể gọi điện thoại để đặt hàng. Và đây mình cũng chỉ đo ngẫu nhiên, mất ngẫu nhiên thôi nha các bạn. Giá thành của hoàng hậu hiện giờ là 35.000 một cây. Và hiện giờ là nó có hai màu riêng biệt, màu đốm nâu và màu xanh. Nếu các bạn mua hoàng hậu không thì bên mình sẽ ship một lần là từ 5 cây. Còn mua ít hơn thì bạn có thể lựa cho những sản phẩm khác. Tí để thấp xuống một chút đi. Lô hàng này là chắc ăn nó có hai màu đó, cây nó khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà cây nào màu xanh, cây nào màu đốm nâu thì mình cũng chỉ theo kinh nghiệm mình dự đoán như vậy thôi nha các bạn. Mình không có dám chắc ăn 100%, sợ sau này nó nở ra không có đúng màu các bạn bắt đền.
Được rồi. Qua Lan Quang Minh xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Và cái lô hoàng hậu này là hoàng hậu Thái mới nhập về nha các bạn.